Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Thời gian gần đây, thế giới được một phen rúng động bởi sự kiện cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát. Bên cạnh những thông tin về kẻ thực hiện cuộc ám sát và những hình ảnh của vị cựu Tổng thống, một nhân vật khác cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng toàn cầu. Vị mục sư cơ đốc giáo người Mỹ, Brandon Bick đã gây xôn xao dư luận thế giới bởi lời tiên tri của ông về việc ông Trump sẽ bị ám sát và bị thương ở tai đã trở thành hiện thực. Sự chính xác đáng kinh ngạc này đã đưa tên tuổi của ông lên hàng đầu trong giới những người được cho là có khả năng tiên tri. Mới đây, trong khi nước Mỹ đang tưng bừng trong không khí lễ hội ngày độc lập, Bick đã đưa ra một dự ngôn mới, khiến cả thế giới phải rùng mình. Ông tuyên bố rằng nhân loại sắp phải đối mặt với một thử thách còn khủng khiếp hơn cả đại dịch COVID-19. Một trận đại dịch kinh hoàng sẽ cướp đi sinh mạng của 350 triệu người. Nhân loại chìm trong đại dịch. Qua một video với tựa đề Chúa đã cho tôi thấy một kế hoạch sắp tới gây vấn đề với 350 triệu người trên toàn thế giới. Hello, God, may a plague coming and 350 million people good. Mục sư Bick đã dự báo về một viễn cảnh bất ngờ đến với ông về trận đại dịch sẽ càn quét thế giới. Theo lời mục sư, Chúa đã tiết lộ cho ông về một kế hoạch khủng khiếp sắp xảy ra. Khi tiên đoán về đại dịch này, vị mục sư cho rằng trận ôn dịch sắp tới còn đáng sợ hơn đại dịch COVID-19 nhiều lần và rằng COVID-19 chỉ là trò trẻ con so với nó. Bick cho biết dịch bệnh và cái chết đen một thời càn quét châu Âu có nhiều điểm tương đồng. Qua mô tả, căn bệnh này được gây ra bởi một loại virus có khả năng lây lan trong không khí và một khi đại dịch lây lan sẽ không có thuốc chữa và mang đến sự diệt vong cho 350 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có 30 triệu người Mỹ. Bức tranh về tương lai của nhân loại trong thời kỳ đại dịch nhuộm một màu u ám và khắc nghiệt trước sự hoành hành của thứ bệnh dịch chết người, trái đất bao trùm trong bóng tối sâu thẳm, các nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, siêu thị phải đóng cửa và chỉ cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản. Mọi hoạt động của con người bị đình trệ và đóng băng trong sự sợ hãi và hoang mang của mọi người. Hệ thống tài chính thế giới gần như sụp đổ, tiền giấy về cơ bản bị loại bỏ và tiền kỹ thuật số lên ngôi và trở thành phương tiện giao dịch chủ yếu. Tại các thành phố lớn, người dân cố gắng bỏ nơi phố thị, trốn về nông thôn để có thể trồng trọt, đối phó với tình trạng thiếu lương thực. Không chỉ lương thực mà cả điện, sưởi và nước sạch đều rơi vào tình trạng thiếu hụt. Trận đại dịch sẽ khiến cho toàn thế giới phải chịu một phen lao đao, tạo nên một cuộc khủng hoảng toàn diện cho nhân loại. Qua mô tả của Bick, bệnh dịch quái ác cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống y tế. Những chiếc lều trắng khổng lồ sẽ được dựng lên khắp nơi, thậm chí trong cả những bãi đậu xe của siêu thị. Bên trong những chiếc lều đó sẽ là hàng ngàn chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn, chứa thi thể của những bệnh nhân không may qua đời. Các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ trở nên quá tải, với số lượng bệnh nhân đông đúc vượt quá khả năng chăm sóc của các bác sĩ và y tá. Những người làm trong ngành y tế sẽ làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giúp bệnh nhân ra đi trong sự thanh thản, vì căn bệnh quái ác là vô phương cứu chữa. Tất cả những hình ảnh này tạo nên một bức tranh nhuốm màu u ám, đáng sợ về một tương lai đầy bi thương và tăm tối của toàn nhân loại. Khi đưa ra lời tiên đoán về trận đại dịch, mục sư Bick đã nhiều lần không cầm được nước mắt. Vị mục sư người Mỹ nhấn mạnh rằng mọi người hãy cầu nguyện trước Chúa và buông bỏ đi những mong muốn thỏa mãn về vật chất, truy cầu danh, lợi, tình. Hãy hướng đến Chúa với sự tôn kính thuần khiết và sửa đổi bản thân, sống thiện lương để có thể được cứu rỗi trước đại nạn sẽ đến. Con đường cứu rỗi. Vị mục sư người Mỹ cho biết, khi ở linh giới, ông đã nhìn thấy những người được bao phủ bởi những chiếc áo choàng trắng tinh khiết, tượng trưng cho sự thuần khiết và thánh thiện. Bick mô tả một vầng hào quang tỏa sáng, tỏa ra từ cơ thể những người được bảo hộ này. Ánh sáng này, theo ông, có độ cao khoảng 3 thước, tạo thành một lớp bảo vệ vô hình bao quanh toàn bộ cơ thể. Theo lời dự ngôn của mục sư, những cá nhân dường như được hưởng sự bảo hộ đặc biệt, bảo vệ, cho phép họ sống sót an toàn giữa cơn bão dịch bệnh. Trước những câu hỏi được đặt ra về cách chống chọi trước cơn bão bệnh dịch sắp tới, mục sư Bick cho rằng thế giới của chúng ta tràn ngập tội lỗi, nhân loại thì bị dắt mũi,
tẩy não bởi các phương tiện truyền thông, chiến tranh và các tội ác diễn ra hàng ngày. Tất cả những yếu tố này, theo ông Bích, đều có xu hướng làm con người xa rời những giá trị đạo đức và tâm linh cốt lõi, hay nói cách khác là con đường của Chúa. Bích nhấn mạnh rằng để đối phó với những thách thức sắp tới, con người cần phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ, chứ không chỉ đơn thuần xử lý các triệu chứng bề nổi. Vị mục sư còn liệt kê một loạt các vấn đề xã hội và cá nhân phổ biến như nghiện rượu, hút thuốc, nghiện phim ảnh khiêu dâm, tính khí nóng nảy, mâu thuẫn trong hôn nhân, sự không chung thủy và thói quen nói xấu sau lưng người khác. Theo ông, tất cả những vấn đề này đều có nguồn gốc sâu xa đến từ bên trong tâm hồn con người. Mục sư Bích khuyến khích mọi người nên tự nhìn vào bên trong chính mình để tìm hiểu nguyên nhân của những hành vi tiêu cực. Ông gợi ý rằng mỗi người nên đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao tôi lại hành xử như vậy, và tìm kiếm câu trả lời từ sâu thẳm trong trái tim, tâm hồn, ý chí và cảm xúc của mình. Bích so sánh quá trình này với việc chăm sóc một cái cây. Muốn cây khỏe mạnh và ra trái tươi ngon, cần phải chăm sóc tốt từ gốc rễ. Bích nhấn mạnh rằng con đường duy nhất là sửa mình, sửa trái tim mình. Ông tin rằng chỉ thông qua việc thay đổi căn bản từ bên trong, con người mới có thể nhận được sự cứu rỗi của đáng tối cao và trở thành những cá nhân nhận được sự bảo hộ thần linh mà ông đã mô tả trước đó. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng quá trình này đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực liên tục đến từ nội lực của mỗi cá nhân. Vị mục sư Cơ Đốc giáo còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ thì mới có thể nhận được sự bảo vệ của Chúa. Bởi nếu đợi đến khi đại dịch thực sự xảy ra mới bắt đầu quá trình này thì có thể đã quá muộn. Trên thực tế, ngay từ tháng 1 năm nay, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos rằng một hiện tượng bệnh lý chưa biết đã được phát hiện và có thể gây ra đại dịch nghiêm trọng có tỷ lệ tử vong gấp hơn 20 lần so với tỷ lệ tử vong do virus corona mới. Căn bệnh chưa được xác định này được gọi là bệnh nhân. Chúng ta chưa biết được rằng liệu trận đại dịch trong lời dụ ngôn của vị mục sư Cơ Đốc giáo này có phải là căn bệnh nhân mà Tedros đang lo ngại hay không. Nhưng lời cảnh báo về một căn bệnh với tỷ lệ tử vong cao gấp 20 lần so với tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm tàng của mối đe dọa này, đặc biệt khi ta nhớ lại những tác động nghiêm trọng mà COVID-19 đã gây ra trên toàn cầu. Cảnh báo này của Tổ chức Y tế Thế giới, một tổ chức y tế hàng đầu thế giới, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy về lời tiên tri của vị mục sư người Mỹ. Liệu rằng lời dự ngôn của Bích có thành hiện thực một lần nữa? Liệu nhân loại có bị nhấn chìm bởi bệnh dịch? Dù câu trả lời là gì, lời tiên tri của vị mục sư người Mỹ, Brandon Bích, cũng nhắc nhở chúng ta rằng khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, con người sẽ nhận ra rằng danh vọng và tiền tài trên đời chỉ là hư ảo. Hãy đón chờ những phần tiếp theo trên kênh của chúng tôi để khám phá thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cùng nhau khám phá thêm nhiều thông tin bổ ích và hấp dẫn khác.